Giờ Quy sẽ hướng dẫn cách để mà tưới phân tự động nha. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ bỏ nước đầy vô bình này và bỏ cái chăm phân này vô. Rồi bây giờ mình để mình mở nước nha. Nên kiếm cái thùng bê ha, hay là cái bình gì đó để cho nó chuyên nghiệp hơn. Và ở đây thì kiến nghị là tưới khoảng 10 lít phân hoặc 5 lít, còn cái bình này có 2 lít thôi. Rồi 2 lít thì coi như là cũng tạm thời thôi ha. Mình pha là pha đậm ha, được phép pha đậm vì nó đi với đường nước nên không sợ. Rồi pha đậm vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây, mình bấm nút cơ xong rồi mình phá cái màu xanh này lại. Còn cái này đã mở số 5 rồi là hút nhiều nhất. Mình có thể chỉnh số 2, số 3 để ít hơn. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái nút cơ ha. Chỉ cần làm một thao tác rất là đơn giản thôi. Rồi bây giờ pha phân xong rồi thì chúng ta sẽ bấm nút cơ, nút xanh này, nút đầu tiên. Còn mà nếu chúng ta có wifi thì chúng ta bấm bằng wifi điện thoại. Rồi bấm nút này xong là chúng ta gọi là tưới chủ động ha. Tưới chủ động thì chúng ta giảm cái quanh bên xanh này đi, phá hẳn luôn đi để nó hút đó, nó hút lên rồi đó, nó hút rồi đó. Đây chúng ta giảm bớt lại, giảm bớt cái van này lại để nó hút từ từ, còn không hồi nãy nó sẽ hút rất là nhanh. Rồi hiện tại giờ nó đang hút đó. Muốn nhanh chậm thì chỉnh cái nút này với cái nút đỏ hồi nãy, cái nút đỏ thì nó sẽ nhanh chậm. Rồi như vậy thôi là đã sẽ bón phân à, phân đi theo. Rồi muốn tắt thì tắt bằng wifi hoặc là bấm nút này kịch, rồi tắt là xong. Rồi đơn giản vậy thôi, nhớ xả nút xanh này đi, làm xong là phải xả cái nút xanh này cho nó thẳng lại để nó phun mạnh nha, không thôi là nó sẽ yếu lắm đó. Đó rồi làm xong thì nhớ khóa cái nút đỏ này lại, cái nút đỏ qua số 0. Rồi qua số 0 ha, còn lúc xài thì bấm số 2, số 3, số 4, số 5. Mình phải làm một số thao tác vậy thôi, còn mọi chuyện còn lại là máy nó lo. Rồi coi như là tưới phân tự động nha.